Tin mừng theo Thánh Marco. Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Sống theo thời đại. Ngày nay, người ta thích chạy theo vẻ hào nhoáng bề ngoài. Nhiều người đua nhau phô trương sự giàu có của mình. Nhưng không phải mọi thứ lấp lánh đều là kim cương. Nhiều người giàu đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Có câu, người ta ca tụng trước tài năng, nhưng người ta cúi phục trước lòng nhân. Sống và giữ đức bác ái với tha nhân là điều cần thiết. Vì vậy, Đức Giê-xu đã khiển trách người Pha-ri-siêu là những kẻ chỉ giữ luật bên ngoài mà quên đi cốt lõi của luật là tình yêu. Dù mang danh là Kitô hữu, nhưng chắc hẳn đã hơn một lần chúng ta để luật lệ chi phối những hành vi yêu thương, bác ái của mình. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống ngay thẳng, sống đúng với lương tâm của mình và giới răn mến Chúa yêu người như Chúa truyền dạy. Nghĩa là sống theo truyền thống luật Chúa, chứ đừng theo truyền thống luật con người chủ quan tạo ra. Ngày nay, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta đừng chạy theo xã hội nữa, mà dừng lại suy gẫm luật yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con biết từ bỏ truyền thống của thời đại mà sống tin mừng yêu thương. Amen.